Chào tất cả các bạn, hôm nay Tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với một chủ đề khá là chuyên ngành, đó là khoai trị, tức là kế toán. Và phần 1 thì mình muốn nói với các bạn về các cái sổ sách của trong ngành kế toán. Thứ nhất là xuẩn y biểu là bảng báo cáo lỗ lãi. Xuẩn là lỗ, y là có lãi, biểu là cái bảng biểu. Trái u bao biểu tức là báo cáo tài chính. Hứa bình chế soạn biểu là báo cáo tài chính hợp nhất. Cung chua rư bao là bảng báo cáo thời gian làm việc hàng ngày. Tư trản phu trại biểu là bảng cân đối kế toán. Sư soạn biểu là bảng cân đối thử. Tuy trang tan bảng đối chiếu nợ. Sâu chư tuy trao biểu bảng đối chiếu thu chi. Chấm bẩn chi soạn biểu là bảng kê giá thành. Dung leo tan bảng kê nguyên vật liệu, phiếu vật tư. Khu chuẩn biểu là bảng kê quỹ, báo cáo tiền mặt. Hoặc là yến kháng chia tan, tức là bảng kê tài khoản ngân hàng. Phụ biểu là các cái bảng sẽ đi kèm theo. Cung tư tan hoặc là cung tư biểu, đó là bảng lương. Cung tư phân chi biểu, bảng phân tích tiền lương. Chia soạn biểu, bảng quyết toán. Bỉ chào biểu, bảng so sánh. Huy chúng biểu, bảng tổng hợp tu chi. Cung tư huy chúng biểu, bảng tổng hợp tiền lương. Xín bao, báo cáo trong vòng 10 ngày. Nén bao, báo cáo hàng năm. Rư bao, báo cáo ngày. Yue bao, là báo cáo tháng. Thổng chi thú biểu, biểu đồ thống kê. Chuyển trạng, chuyển khoản. Chiêu chen trạng, tức là dư nợ gốc. Bu chi, ghi chép, sổ sách kế toán. Chi mậu rấn trạng, ghi khoản thiếu chịu của người nào đó vào sổ. Chi y bỉ trạng, ghi một món nợ. San lén tan, hóa đơn, ba liên. Tan sư bu chi, kế toán đơn. Phu sư bu chi, kế toán kép. Chia trạng, kế toán sổ sách. Mình si khơ mụ, khoản mục chi tiết. Khoai chi khơ mụ, khoản mục kế toán. Khơ mụ phú hạo, ký hiệu khoản mục. Hóa tụng biên hạo, mã số hoạt động. Y bỉ trạng, một món nợ. Lìa tan, mở tiểu khoản. Tảo trạng, nợ khó đòi. Chia chen chinh tan, nợ số dư nợ tiếp theo. Chiếu khoản tan, phiếu giải ngân tiền mặt. Lĩnh leo tan, phiếu nhận vật liệu. Chéo khoản thông chư tan, phiếu nộp tiền. Hóa yê bụ, sổ kế toán tờ rơi đấy. Chi xiao bụ, sổ bán hàng ký gửi. Chủ trang bụ, chủng trang là cái sổ cái. Chủng phân lây trạng, sổ cái tổng hợp. Trư giao phê dung trạng, sổ cái khi ghi các chi phí sản xuất. Mính xị phân lây trạng là sổ cái chi tiết. Cổ tung trạng, sổ cái cổ đông. Chinh hua phân lây trạng, sổ cái mua hàng. Yuán leo phân lây trạng, sổ cái nguyên liệu. Yuán chữ trang vụ, sổ gốc. Giả trạng, sổ đen. Theo chi vụ, tức là sổ hóa đơn. Câu mải vụ, tức là sổ mua hàng. Chinh hua vụ, sổ nhập hàng. Chấn xeo chinh tan, tài khoản báo cáo bán hàng. Dẫn miếng trạng, tài khoản cá nhân. Khơ khu trạng, tài khoản của khách hàng. Khơ khao trạng, tài khoản đáng tin cậy. Chan chi trạng, tài khoản ghi tạm thời. Sen chin trạng, tài khoản tiền mặt.
trang phụ mính trong tên tài khoản, cua trạng là động từ vào số cái, và tân trạng tức là vào tài khoản. Trên đây thì tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn sơ qua các cái sổ sách kế toán mà người kế toán thường hay phải sử dụng. Các bạn muốn chi tiết hơn thì có thể tìm mua một cuốn sách như thế này, nó là Từ điển chủ điểm Hán Việt. Ở tiếng Trung.vn tại quầy lễ tân họ cũng bán, hoặc là họ cũng có thể chuyển qua đường bưu điện cho các bạn. Thì ở cái cuốn này thì nó là các cái chuyên đề nhỏ mà tôi thấy là rất thú vị, bởi vì nó là các cái chuyên đề từng chút một về các mảng, ví dụ như là kế toán này, đồ gỗ này, xây dựng này, kể cả dầu mỏ. Tôi cảm thấy là dành cho người phải đi dịch các cái vấn đề chuyên ngành thì cũng rất là ok, bởi vì có những lần tôi phải đi dịch về dầu mỏ mà không có từ thì tìm cho người này ngày hôm sau mình dịch cũng khá là xuôi. Đấy. Trên đây là có một số các chia sẻ dành cho các bạn, và chúng tôi sẽ còn trở lại với các bạn trong các cái chủ đề mang tính chuyên ngành khác. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.